Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ với quý vị và các bạn cách lắp đặt máy biến áp. Thứ nhất là vị trí lắp đặt máy biến áp cần được đặt ở nơi bằng phẳng, sạch sẽ, khô ráo và tránh xa nguồn nước bị ô nhiễm. Chú ý đến các yếu tố sau: đảm bảo an toàn chung và là an toàn cho người vận hành. Máy biến áp được bảo vệ tránh xảy ra va chạm với người và các thiết bị có thể gây hư hại khác như cầu trục, xe kéo, vân vân. Đặt các biển cảnh báo vị trí lối ra vào khu vực máy biến áp, đặt hệ thống che chắn để ngăn người khác vào khu vực. 2. Thông gió máy biến áp cần đặt tại vị trí có diện tích phù hợp để đảm bảo khoảng cách cần thiết với tường, máy móc và các thiết bị khác, đảm bảo dễ dàng lưu thông không khí, làm mát và an toàn khi vận hành. Các yếu tố khác cần đảm bảo đủ không gian giữa các máy biến áp, giữa máy biến áp với tường và giữa máy biến áp với các thiết bị khác có thể dễ dàng kiểm tra vận hành, bảo dưỡng hiện tượng phóng điện cục bộ. Để tránh hiện tượng phóng điện cục bộ giữa các thiết bị của máy biến áp với đất, cần đảm bảo khoảng cách tối thiểu quy định. Đấu nối, khi thực hiện đấu nối chú ý cần đấu đúng các pha đã được đánh dấu. Khi đấu với các máy biến áp với thanh bất quay, cần sử dụng các thanh bất quay có gắn đầu nối chống rung, vì độ rung của máy biến áp khi hoạt động có thể ảnh hưởng đến bất quay và làm tăng độ ồn. Khi đấu nối với cáp điện, cần sử dụng các loại cáp điện mềm hoặc sử dụng các thiết bị phụ trợ khác. Vừa rồi tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn cách lắp đặt máy biến áp. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.